Chào các bạn, bữa nay mình chia sẻ với các bạn là mình làm cái hộp tôm nha các bạn. Đây là 200 g tôm nè. Bây giờ mình xay rồi mình chia sẻ tiếp với các bạn nha. Tôm bỏ vô máy rồi nè các bạn. Mình bỏ các cái đồ thêm vô luôn ha. Đây mình có một muỗng bột tỏi nè. Một muỗng cà phê hàm bột ngọt nè. Muỗng cà phê đường nè. Nửa muỗng cà phê hạt nêm nè. Phần 3 muỗng cà phê tiêu nè, cho mấy cái này vô đây mình xay luôn. Ở đây mình có một chén nước là 300 ml nè. Ở đây mình có hai cái chồng trắng, một gà nè. Ở đây mình có một muỗng dầu ăn nè. Ở đây mình có 250 g bột năng nè, 50 g bột mì nè. Ở đây mình có miếng muối, xíu hành đó. Ở đây mình có tiêu của đồ mà mình bỏ vô cá cá mình xay luôn nha. Xong rồi nè các bạn. Mình cho cái thau này ha. Mình nè. Bây giờ mình cho bột vô. Mình cho bột năng vô nè. Rồi giờ mình cho vô đây ha. Cho hết cái bột mình cho đây. 250 g bột của năng, 50 g bột mì nè. Trộn cho nó đều cái ha. Mình cho chút xíu nước mắm thôi, chứ mình cho nước mắm nhiều là nó bị nó dậy mùi nó thơm thôi, chứ mình cho nhiều là nó bị chiên nó bị mau khét các bạn. Cho nó hơi dậy mùi nó thơm tí thôi. Cho miếng cà phê. Không thiếu là được cái này nha các bạn. Cái bột bột nở nè, mình cho muỗng cà phê cho nha. Đây, xíu nè. Mình cho cái dầu ăn này vô mình trộn luôn ha. Rồi mình cho chồng trắng trứng vô luôn ha. Mình trộn cho nó đều. Cái hành cho sao ha. Cho hầm ngược lại. Tổng cộng là 300 g bột, 200 g tôm. Tôm nhiều mình sợ nó vỡ, chứ tôm nhiều là nó ngon ha. Rồi giờ mình cho đây mình vậy, cho nước vô ha, hang mình vậy ha. Cho từ từ nước vô để mình vậy nhiều quá nó bị văng ha. Cho hết phần nước vô luôn. Nó có đặc thì mình cho thêm miếng nước nữa. Sao? Như vậy là nó vừa ăn lắm rồi. Rồi giờ mình dây nó nha. Bột mình làm xong rồi. Đó làm tổng cộng là mình thêm 50 ml nữa ha, là 350. Này mình để được 15 20 phút rồi mình dây thiệt là mịn ha. Rồi giờ mình cho hành vô ha. Chứ ít hành. Là tổng cộng là 300 g bột nè, 250 g bột năng, 50 g bột mì nha các bạn. Rồi giờ mình để cái chảo này cho nóng nè. Mình tráng bằng chảo nha các bạn. Mình cho dầu ăn vô cho nó nóng, nó sôi cái chảo để nóng rồi mình chút kia. Kia mình chùi cho hết mình nó tráng được, chứ cái chảo mà có dầu là mình tráng không được. Cho nó nóng nó sôi cái chảo đi.
Các bạn mà nếu mà nó có khô thì các bạn cho thêm xíu nước, mà nó không khô là vừa. Nó sôi, nó do nó nóng dầu rồi mình đổ dầu ra. Rồi giờ nó dầu nó nóng nó sôi rồi, mình chút cái dầu hết ra. Chút hết trơn dầu ra ha. Rồi mình chùi cái chảo nha các bạn, lấy khăn chùi cái chảo, chùi cho sạch cái dầu này đi, chứ để chán nó cũng chạy chạy. Rồi mình xuống lửa nha, xuống lửa nhỏ để thôi nó bị vàng nó khô á. Chùi cho hết cái phần dầu này đi. Rồi tắt lên cho nó nóng lên chán đó nha. Này chắc dừa. Nóng cái chảo nóng, đổ ngay cái xèo. Tùy mình thích nha, mình mỏng cái này nó mau khô mà. Cái vậy thì nó lâu khô nha các bạn, nó nhưng mà nó mỏng thì nó phồng hơn ha. Chán cho nó đều, mình không có cái chảo vuông, có cái chảo vuông thì mình cắt nó mảnh hơn. Nếu nó dày quá thì mình cho thêm xíu nước nha. Là đậy lại cho nó thiệt là chín cái bánh nó mới phì nha các bạn. Chứ nó không chín là nó không có phì cái bánh nha. Đây các bạn mình chán rồi một cái nó phì lên như vậy. Rồi cái này là mình đây các bạn, mình đổ cái này nó hơi dày hơi dày ha, nó hơi đặc, mình thêm chút xíu nước nữa. Mình để đèn hơi luôn ha. Đây, cái này mình đổ nước vô rồi nè các bạn, đổ nước vô rồi nó hơi mỏng ha. Hơi mỏng thì nó mau khô nhưng mà nó bị khó lấy. Xíu là chín, xíu là chín một cái. Mình cái này là mình không có tha luôn. Tha sợ mỡ nó nhiều. Chút ra. Cho nó mau khô. Mình chỉ lấy giấy mình tha hơi nó thôi nha. Mình đi lâu lâu cái mình lấy giấy lại, cái chảo này nó cũ, giấy mình chùi nó thôi. Đó, mình bắt lên. Cái này là dừa nè ha, một hồi nó nở bột nữa là dừa. Rồi thì cái mình đem làm hơi. Này coi nó hơi dày. Rồi mình đổ, mình lường là một một giá rưỡi nha các bạn. Hai giá là nó đầy cái chảo. Hai giá các bạn. Rồi vậy là mình đậy lại chút xíu chín một cái, chút xíu chín một cái khô, đem ra mình phơi nó khô, nó hơi hơi héo héo cái mình cắt nè. Rồi mình chán chưa, chán muốn xong rồi đây. Nó phì lên như gì là nó chín hẳn lên đất à. Đó phì con bấm lên nó chín nha. Cái này còn cái khúc cuối á, cái bột nó bị khô. Nó còn cái khúc này cái bột nó khô lắm.
xíu nước nữa, còn cái nữa. Mình cho vô tí xíu nước nữa nè. Đó, thì mình lấy ra con cái mình chán cho nó hết luôn ha. Cái này cũng mình chán cái này nó hơi nơi dài dài chút. Rồi xong rồi đó các bạn. Cái mình phơi cỡ 2 tiếng là mình lấy nha. Mình phơi cỡ 2 tiếng mình cắt ra. Chứ để nó nguyên cái nó nhiều nó không có chỗ mình phơi á. Mình lắc lắc cho nó dày, cái này nó bị dày. Tại vì cái bột nó cuối cùng á, mình cho vô xíu nước thôi. Rồi giờ mình để ra ha, rồi lấy cái là xong rồi ha, mình phơi cỡ 2 tiếng là đem vô mình cắt nha. Rồi đây các bạn, mình phơi nãy giờ cũng được 2 tháng rồi đó các bạn, ủa cũng được là 2 tiếng rồi đó. Bây giờ mình ấy nha, bây giờ mình cắt nha, để cho nó khô quá là mình cắt không được, khô quá mình cắt nó khó cắt đó. Rồi giờ mình cắt nè, cái này là nói chung là có cái nè, khô gì nè, nó có cái mà chảo vuông á, mình làm nó không có cái bìa nhiều nha. Còn cái này là mình làm nó có cái này rồi, nhưng mà mình đừng bỏ, mình để mình chiên lại nè. Đây mình cắt miếng vuông nha các bạn, miếng vuông miếng xéo gì thì tùy theo các bạn nè. Mình phơi 2 nắng nữa là mấy, mình phơi 1 ngày nữa là khô, 2 tiếng đồng hồ nữa là nó khô gan luôn. Cái này mình để luôn cắt vậy nó hết luôn á các bạn nè. Cái này nói chung là nó cũng mỏng mà. Mình chán bằng tay á, thì nó không có đều nha các bạn. Đó, mình cắt như vậy nè, để hồi cái nó khô quá mình khó cắt, nó giòn á mình cắt nó bể ha. Mình không cần đều đâu ha, thích cắt kiểu nào thì mình cắt kiểu nấy thôi, không có dầu mình không có thay dầu, mình chỉ cho dầu cho bột là được thôi. Cái mỏng thì 1 2 tiếng đồng hồ nữa là nó khô ráo, còn cái nó hơi hơi dày thì chốc hơi cả ngày, 8 tiếng đó. Mình cắt vậy đó cho nó hết cái phần này nha các bạn. Mình cũng bỏ cái này là tôm nhiều lắm, mình có bỏ mấy cái này để mình chiên, mình bỏ vô mình chiên, mình cắt miếng nữa cho các bạn ha. Để mà coi nha, đây cái này là mình cắt làm 2, coi hết luôn. Còn cái này thì nó vuông được á thì đây mình cắt hết cái phần này được rồi đó các bạn, 2 tiếng là nó khô ráo rồi, chỉ có mình chở, mình không có máy sấy, thấy có lò sấy mình sấy được. Đây, rồi mình cắt cho hết cái phần này để mình phơi ha. Các bạn ơi, hôm bữa mình làm cái bánh phồng tôm nè các bạn nè, mình phơi khô mình phơi được 8 tiếng nha các bạn. Đây. Nó ấy là bây giờ mình có bắt cái dầu sẵn này mình chiên các bạn coi nè, được như đây nè. Màu cũng đẹp lắm. Cho dầu nó nóng rồi mình chiên cho các bạn coi nha. Các bạn có yêu thích cái kênh Bích Quỳnh á, các bạn nhớ like đăng ký giùm Bích Quỳnh nha. Cái này mình làm ăn tại nhà nó tôm nó nhiều ăn ngon các bạn, mất mình mua ngoài cũng chưa chắc thì đã có tôm nha. Rồi giờ mình dầu nè, có dầu nóng rồi, giờ mình cho vô nha, mình lấy hết trơn luôn, mình không có bỏ. Ngon lắm các bạn. Bây giờ mình nhỏ lửa xuống, cho lửa nhỏ xuống, thì ngon hết sức các bạn ơi. Đó.
lửa nhỏ thôi, tại vì này mình có bỏ chút xíu nước mắm á, nó màu vàng, ngon lắm nè. Cái công thức này á mà ngon lắm, béo mà nó thơm ngon lắm. Mình chúc các bạn làm thành công cái món bánh phồng tôm này nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn nha các bạn.